Tình cảnh trong tù của Ngô Diệc Phàm sau khi bị bắt giam hình sự. Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát ra lệnh giam giữ hình sự từ tối ngày 31 tháng 7. Tài Tử hiện bị điều tra với loạt cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ. Với những tội danh nhạy cảm và phức tạp trên, anh bị tạm giam hơn 3 ngày qua để tiến hành lấy lời khai. Theo iFeng, Ngô Diệc Phàm trải qua những phiên thẩm vấn từ phía cảnh sát. Nội dung chi tiết buổi làm việc không được công khai, song nam diễn viên cho thấy dấu hiệu hợp tác và thành khẩn khai báo. Một nguồn tin tiết lộ lời khai của anh hơn 10 trang giấy. Trong đó, Tài Tử bước đầu thừa nhận hành vi có quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi. Ngoài ra, một số tên tuổi trong showbiz cũng là đồng phạm của anh. Hiện những người có liên quan đến Ngô Diệc Phàm, từ mẹ ruột đến các nhân viên, bạn bè và đồng nghiệp đã được triệu tập. Thời điểm bị bắt giữ, Ngô Diệc Phàm tỏ ra hoang mang. Anh liên tục gào thét, khóc lóc xin phía cảnh sát tha cho mình vì cho rằng phạm tội lần đầu, tờ Quy Quy chia sẻ. Tài Tử cũng được cho là nắm giữ nhiều bí mật sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến một số thế lực trong showbiz. Theo quy định, anh bị giam giữ trong vòng 37 ngày để tiến hành lấy lời khai. Sau thời hạn này, nếu phía cảnh sát xác nhận anh có tội sẽ tiến hành lập hồ sơ để khởi tố. Nếu bị kết tội hiếp dâm những nạn nhân như cáo buộc, Ngô Diệc Phàm có thể bị kết án hơn 10 năm tù. Do mang quốc tịch Canada, sau khi thụ án, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc và không được phép nhập cảnh trong vòng 10 năm. Scandal Ngô Diệc Phàm bị bắt trở thành đề tài gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Không dừng ở câu chuyện cá nhân trong giới giải trí, nhiều cơ quan thuộc giới chức Trung Quốc lần lượt lên tiếng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Tối mùng 2 tháng 8, 3 hiệp hội lớn của giới giải trí Trung Quốc gồm Hiệp hội Điện ảnh, Hiệp hội Âm nhạc và Hiệp hội Truyền hình đã đồng loạt lên tiếng. Những ngôi sao không có đạo đức giống như bong bóng trên không trung. Dù bay cao đến đâu, dù có phồng lên bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ vỡ tung, Hiệp hội Điện ảnh phát ngôn. Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc viết, cái gọi là lưu lượng truy cập hàng đầu, sự ủng hộ của người hâm mộ và quốc tịch nước ngoài đều phải có sự công bằng trong xã hội. Đây cũng hoàn toàn không phải là lá bùa hộ mệnh cho những hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức. Trong khi đó, Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc cho rằng một bầu không khí lành mạnh mới đảm bảo cho sự phát triển của ngành và xã hội. Đơn vị yêu cầu bài trừ triệt để những cá nhân, tổ chức có đạo đức thấp kém để lấy lại lòng tin với công chúng. Trước đó, các cơ quan như CCTV, Ủy ban Khoa học Chính trị và Pháp luật Trung ương cũng đã lên tiếng yêu cầu cần có sự điều tra quyết liệt, trung thực. Từ những động thái trên có thể thấy vụ việc của Ngô Diệc Phàm rất nghiêm trọng, là scandal có 102 trong lịch sử showbiz Trung Quốc.